Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình có tiếp tục mình chia sẻ cho tất cả mọi người là mới mẫu tóc nhộm màu này cho cô người mẫu nhí xinh của mình ha. Thì phần đuôi tóc đó là phần đuôi tóc này đã tẩy rồi, nhưng phần xương tóc là cái tóc đen. Thì cô này muốn nhộm màu nâu vàng ánh kiêu. Thì mình sẽ bây giờ thì mình đã dặm phần chân tóc, phần màu, phần đuôi tóc, nhưng mà cũng phải tích hợp thịt, là tại vì phần chân tóc đã khỏe rồi, cho nên là mình nhộm là bây giờ mình sẽ tiến hành nhộm màu tiêu, màu riêu. Thì phần chân tóc này là mình sẽ nhộm trước phần chân nha, tại vì phần chân tóc rất là khó bám màu, tại sợi tóc là phần sợi tóc to, thứ hai là sợi tóc thì rất là khỏe, mình mới dặm vừa nghĩ là mình làm nền màu nó đều nhau rồi mình sẽ nhộm trong ngoài nó màu tóc mình sẽ đều. Thì bây giờ không được thì mình sẽ nhộm phần chân tóc trước nha, tại vì cái màu riêu nó rất là khó bám chân, mình sẽ nhộm phần chân tóc trước. Bây giờ đây thì mình sẽ nhộm mục tiêu đó là màu riêu khách hàng, mục tiêu là màu là 62, mình sẽ sử dụng màu 62 100%. Mình sẽ pha hai lần thuốc nha mọi người. Lần đầu tiên là mình sẽ nồng độ mạnh hơn để mình nhộm cho phần chân tóc nó bám nha. Đây phần thuốc này là 62. Thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ bỏ vào màu mít của nó là 02, màu green. Thì cái phần chân tóc thì thường nó rất là khó bám, thì mình sẽ bỏ khoảng 15% màu green cộng với mình cho thêm khoảng chừng 20 giọt thuốc bổ nha mọi người. Này là thuốc bổ riêng của mình nha. Các bạn muốn biết thì nhớ là comment bình luận dưới, mình sẽ chia sẻ thuốc bổ này cho mọi người. Hay và cũng không quên là oxy nha mọi người. Thì oxy mình sẽ đi oxy 3%. Thì trước tiên mình để oxy vô và sẽ đánh thuốc trước đi nha mọi người. Đây mình sẽ đánh thuốc cho nó tan ra cho đều đi, rồi mình thả bỏ oxy vô để một lát nữa nó đều với nhau. Rồi mình sẽ bỏ oxy 3 vào nha mọi người. Rồi oxy 3 này mình sẽ làm phần chân tóc trước. Thì bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành mình nhộm màu mục tiêu khách hàng, thì tông màu riêu. Thì đó phần chân tóc mình sẽ nhộm trước phần chân tóc nha mọi người. Phần chân tóc là phần trong chân tóc hồi nãy mình đang nền đó, thì các bạn biết là cái sợi tóc của bé này hồi nãy là tóc to, nó thành ra là mình nâng lên rồi bằng màu rồi, nhưng mà đừng nghĩ nó là nó đã bằng màu rồi mình sẽ nhộm được, họ sẽ bám nó. Thì mình nếu mình nhộm như vậy thì nó sẽ không có điều màu phần chân tóc. Thì bây giờ mình sẽ dùng phương pháp rồi mình sẽ dặm, mình pha thuốc chén thuốc nó nồng cái sắc tố màu nó mạnh hơn, thì mình sẽ dặm phần chân tóc trước. Những cái sợi tóc nào phần nào nó nhìn thấy nó to hơn đó mình sẽ dặm thuốc vào nó trước, thì mình sẽ tiến hành dặm phần chân tóc sau, tại vì phần chân tóc này của bé này nó đã yếu, nếu mình dặm luôn nó xuống trực tiếp xuống luôn nó sẽ bị ám xanh rất là nhiều nha mọi người. Thì mình cũng chia sẻ lại cho tất cả các bạn về kinh nghiệm riêng của mình làm. Thì nếu như bạn nào mới học nghề á, thì gặp phải những cái tình trạng này á, thì mình có thể mình khắc phục được. Còn những bạn nào á, là đã biết rồi hay là mình đã có kỹ thuật làm tốt á, thì cũng có thể là làm và quay video hay là chia sẻ lại cho Viện Tóc Gia Huy để mình có thể mình thực hiện được tốt hơn. Thì qua những cái video của mình quay là bằng cả cái tấm lòng của mình để chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì mình đã lót phần nền, phần chân tóc cho khách hàng, thì mình tiến hành mình đem đi xả. Vì nếu mình giữ màu trên đó mình nhộm luôn tiếp thì nó sẽ làm gác cái đầu khách hàng á, thành ra là mình tiến hành mình đem đi xả sạch lại, rồi bắt đầu mình sẽ nhộm từ phần trong chân nhộm ra ngoài nha mọi người. Vì cái tóc của bé này là sợi tóc của bé này lại là có móc lai á, thành ra có những cái cọng lai nó sẽ sáng màu hơn nha mọi người, nó sẽ ăn bám xanh nhiều hơn. Rồi mình tiến hành mình nhộm từ trong ra ngoài.
Rồi đây mình đã hoàn thành với cái mẫu tóc màu rêu nha mọi người. Này là rêu hơi ánh vàng tí, nâu rêu ánh vàng. Đây là những cộng like của khách hàng hồi lúc trước á. Bây giờ mình nhộm lên đó thì nó sẽ ánh sắc nó có hiệu ứng, nó sáng hơn một tí nha mọi người. Nhưng mà nhìn cũng đẹp ha. Đây, cái này là mình chỉ nhộm xong rồi mình chỉ sấy khô thôi. Sấy khô. Đây màu thì trong chân ga đuôi là một màu nha. Đó, nó có ánh sắc vàng ha mọi người, nó hơi rêu rêu vàng vàng. Mọi người xem muốn biết công thức thì comment dưới rồi mình chia sẻ cho mọi người nha. Đây, đây là những cọng like. Đây là màu nâu vàng ánh rêu. Rồi cái tóc của cô bé nãy nó đuôi hàng đuôi tóc là cái đuôi tóc tẩy rồi. Bây giờ mình cũng dùng cái thực nhậm mà vừa nhậm màu vừa hạ tông nó tí. Nó mới bám màu vô nó đều được ha. Con này nhìn ở bên ngoài còn đẹp hơn ở trong máy đó nha mọi người. Đây mình đã sàn ra ngoài ánh sáng thì nó sẽ hiệu ứng màu khác nha mọi người, nó sẽ sáng hơn, nhìn thấy nó tươi hơn, nó hạt màu nó sẽ vàng hơn ha, nó vàng vàng riu riu ha. Còn ở trong trong tối thì cái màu mình sẽ tối hơn. Thì các bạn xem đây, những cái tông màu này mình chơi được khi mà trong tối á, mình thấy hiệu ứng, nhìn thấy cái màu sắc tối, còn khi mà ra ngoài ánh nắng thì mình được thích khác. Có những cái hạt like nó xanh hơn, nhìn thấy nó cũng lạ và bắt mắt nữa. Thì bộ sản phẩm này thì lần trước mình cũng đã làm một liệu trình là sẹo của mình, sẹo gỗ và thâm nám. Tại vì ngày trước da mặt của mình nó rất là xấu, thì thường thường nó bị nổi mụn lên rất là nhiều và nó bị sẹo gỗ, người nhìn thấy nó rất là nó khó chịu, nó rất là ngại. Thì nhờ cũng có sản phẩm này thì mình cũng đã cải thiện rất là nhiều, cho nên là mình cũng rất là tự tin trong công việc của mình và mình cũng mạnh dạn và tự tin hơn, và mình sẽ nhập sản phẩm này về để chia sẻ cho tất cả mọi người. Và bạn nào muốn làn da đẹp thì có thể liên hệ đến mình. Thì thông thường thì sản phẩm này thì mình phải điều trị, các bạn là phải nhẫn nại điều trị cho cái mặt mình nó mới đẹp được, chứ đừng có một bước mà muốn đòi lên liền thì, cho nên là nó không được, phải từ từ thì chịu khó qua từng giai đoạn. Thì giống như Nguyễn Tống Gia Huy cũng đã chia sẻ với các bạn là video clip đầu tiên á, là mình phải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn, qua nhiều cái giai đoạn khó khăn thì mình mới có thành công được, mới có được cái làn da đẹp được, các bạn cũng đã biết ha. Chứ không phải là sản phẩm nào mà bước vô là một hai ngày là nó sẽ đẹp được, thì phải qua từng lớp, từng giai đoạn. Thì ví dụ như sản phẩm á, là mình phải chấm sẹo gỗ thâm nám tàn nhang trước, rồi nó sau 3 đến 5 ngày gì đó tùy theo cái làn da đó, là cái da mặt của mình đó, là nó sẽ tái tạo lại và sẽ có cái lớp da đó ra.